giờ con người ta yêu đương kiểu con trai thích con gái thích con trai thích con gái thích con gái, người lớn tuổi thích người nhỏ tuổi thích người lớn tuổi, rồi người bằng tuổi thích nhau, rồi còn ai thích mình? Không một ai cả, không một ai cả, thật vô nghĩa, hoang đường.